nghèo thì phải chịu nhục chứ mẹ. Kìa con, ngẩng cao đầu à, xỉ gì thì được gì chứ. Đối với con tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bằng mọi giá con nhất định phải thành công. Ủa mẹ về rồi hả? Ủa con không đi học tiếng Anh hả? Dạ con sắp sửa đi nè. Ừ, khoan khoan nói nghe nè. Dạ. Mẹ muốn hỏi thăm con một chút. Dạ. Mẹ muốn tìm văn phòng cho anh hai. Con tìm giùm mẹ đi. Ủa anh hai có văn phòng riêng mà. Mẹ nhờ thì con cứ làm đi. Mà nè, đừng có cho chị ba con biết nha. Nó biết cái nó sùm lên nhiều sáng mệt mỏi lắm. Dạ. Con tìm cái chỗ nào á mà nó mát mẻ một chút, rộng rãi một chút. Nhưng mà cố gắng á là ít tiền thôi. Dạ. Rẻ đó, hiểu không? Mình có nói cho anh hai nghe không mẹ? Không, đừng có nói cho ai hết trơn á. Ủa, tự nhiên tìm văn phòng cho anh mà không nói cho anh nghe. Thì cứ tìm xong đi rồi nói. Dạ. Mẹ nghe nói là bây giờ trên mạng người ta cho thuê nhiều dữ lắm á con. Nhưng mà mẹ lại không có biết xài cái này. Con giúp giùm mẹ đi ha. Chỗ nào mà con thấy được á, con dắt mẹ đi coi nha. Dạ. Nè, mà nhớ nha, không có cho ai biết hết á. Ừ. Bộ nhiều việc lắm hả con? Cũng hơi nhiều mẹ. Con à, con ăn bánh với da ua đi, rồi vừa ăn vừa làm việc, nghe. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ cứ để đó đi. Con coi cái này đi. Đây nè, nếu mà con ưng cái địa điểm này á, thì mình dọn văn phòng tới đó đi con. À, cái chỗ này á hả, đồ nó đầy đủ hết trơn con ơi, không thiếu một cái gì hết. Mình nếu mà mình muốn á là ngay ngày mai mình vô làm được luôn á con. Mẹ biết là con có thể tự lo được, nhưng mà thực lòng là mẹ rất muốn phụ với con. Mẹ không có muốn con nhờ giả ai hết á, rồi sau này á mình lại mất công mang ơn người ta. Mẹ muốn không ai được coi thường con trai mẹ. Mẹ muốn con trai của mẹ lúc nào cũng ngẩng cao đầu để sống. Nghèo thì phải chịu nhục chứ mẹ. Kìa con, ngẩng cao đầu à, xỉ gì thì được gì chứ. Đối với con tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bằng mọi giá con nhất định phải thành công. Con không chấp nhận cuộc sống hèn mọn thế này nữa. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.